Xin chào anh em, tiếp tục con xe bên giao lưu máy này, một cây chắc dây này có lũa nè, bề lũa nó luôn nè, lũa trên đầu luôn. Thì cây chắc này là có bề đế đẹp luôn anh em. Đấy, quay vòng anh em xem chơi ha. Từ từ anh em mình tính, anh em giao lưu thì liên hệ về con xe bên số điện thoại là 093 24 11987 hoặc là Zalo 093 24 11987 nha. Cái cây này thì về anh em mình thích thì nhổ ra sang hoặc là một cái chậu tròn tròn cho nó hay. Cái chậu vuông này hình như mình thấy không được hợp cho nó. Đó, nhiều quá thì mình vô chậu mình chưa có cái mình mới bẻ tay cành lại thôi. Đang đâm đọt non ra rất là nhiều. Và đế rễ nó rất là nhiều anh em, rất là khỏe bộ lũa này. Thì anh em nào thấy hay thì inbox của em và nhắn tin cho em về Zalo 0932411987 xe bên giao lưu với em cây chắc dây này nè, cốt anh sao bề bệnh này lỗi hầm hố khá là hay. Thì tính tới xem cái lỗi đó nha. Xem cho nó hết ý nha. Xem. Những cái mặt cắt này mình để cho nó liền mà nè. Mình không có thích gọt. Đấy. Vô thép để đi tay cành thôi. Đây lũa nó nằm trong đây. Để nằm đây. Có bề đế rễ luôn, thân lắc lượng anh em. Anh em nào thấy mình cần cái cây này thì liên hệ thôi, anh em mình giao lưu. Chậu này là chậu 25 anh em. 25 17. Ép bonsai luôn, tất cả những cây bonsai bên đều ép bonsai. Thứ nhất dễ vận chuyển, cái thứ hai dễ rinh. Chuyển đi hoặc là mình cắt sửa tay cành này nó nhẹ bớt, anh em người ta cũng thích cái điều đó. Không có cây, không có cầu kỳ, không có rườm rà. Mình ngắm mặt đây là mặt đẹp. Mặt rất đẹp mấy anh em, rất là hay nè. Nếu anh em nào không thích thì có thể cắt bỏ chi này nha, vậy thôi, nó khỏi chi được cái bộ đế thân. Mình thì mình chỉ tạo một cái vài cái mẫu đơn giản như thôi, anh em mình thì phải sửa lại thôi theo ý thích của mình, chứ bộ xe bên không có đụng tay đụng chân nhiều, anh em ta không thích gì đó. Em mình hợp ý thì liên hệ với em chốt cái này liền. Đấy. Lễ thì chúc anh em một buổi ngày lễ hành chính vui vẻ ha. Nhìn gì chụp một tấm mình là đẹp nhất. Rồi, xin cảm ơn mấy em rất là nhiều. Em cần thấy mình cần cái này thì cứ inbox của em nha. Cảm ơn mấy anh em.